Vâng, mình lại xin chào tất cả anh em. Hôm nay mình lại tiếp nhận một chiếc xe Elite 110 phân khối. Vâng, khách hàng để đây từ buổi chiều anh em ạ. Vâng, và chiếc xe này thì nó đúng ra là khách hàng bị xô xe. Vâng, đúng đến đoạn đường khu vực nhà mình thì khách hàng bị hai xe xô với nhau và bị vỡ mất phần cạnh yếm đây anh em ạ. Đấy, mình nghĩ chắc là nếu như mà không có vụ xô xe này thì chắc là khách hàng cũng không mang vào đây đâu. Đấy, bởi vì là khách hàng cũng không phải là nhà cũng ở gần khu vực mình đâu. Đấy, vô tình là cũng là bị xô cạnh ở khu vực nhà mình, nên là cũng là tiện là dắt vào cửa hàng mình thôi. Đấy, và một là khách hàng cũng bảo là chỉnh sửa lại cái phần vỡ nhựa yếm này. Hai là cũng tiện khám cho khách hàng. Chiếc xe này là bị kêu động cơ rất là to anh em ạ, kêu trong máy rất to đấy anh em ạ. Đấy, và khách hàng để đây để cho mình chữa. Vâng, và trước khi mình cùng với anh em là xem mà chiếc xe này nó kêu phần động cơ nhưng mà ở chi tiết gì nó lại kêu to như vậy ấy, thì mình cũng không quên qua video này xin chân thành cảm ơn anh Toản nhé. Vâng, anh ở thôn Đoàn, xã Quan Lạn, huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh. Vâng, anh ủng hộ mình một bộ máy mô tô thuyền táp và những bộ cáp tùy chọn thêm. Đấy, còn tất nhiên là những cái phần quà tặng đấy, 7 bộ tài liệu sơ đồ mạch điện mạch lẻ in màu bóc tách được cập nhật đến tận năm 2024 này là mình cũng đã tặng kèm cho anh rồi. Ngoài ra là các thông số, vâng, các cảm biến cũng như là phương pháp phân tích thông số hiện hành ở trên bộ máy môn táp, rồi tài liệu góc đánh lửa sớm đấy, tài liệu về thông số đo dòng giò của các xe, các xe đấy, rồi là tài liệu về các mã e-xem của các xe đấy, và tài liệu về SU, thông tin về các FUB dùng chung với lại SU được, rất là tiện lợi cho những anh em khi mà anh em đi mua các FUB mà không may lại không có đúng trùng với lại mã của SU, anh em có thể lựa chọn những cái FUB khác mà anh em vẫn đăng ký chung được với chiếc SU này. Vâng, một tài liệu rất là tuyệt vời anh em ạ, mình biên soạn ra để giúp cho những anh em là thuận lợi hơn trong quá trình anh em đi mua phụ tùng. Đấy, cũng như là khi mà anh em mua máy môn táp từ chỗ mình thì anh em cũng căn cứ vào tài liệu mình gửi, mình phân tích đấy, cũng là đúc kết từ những cái kinh nghiệm cũng như là những năm tháng mình đi học thì mình cũng soạn ra một cái tài liệu để gửi tặng tất cả những anh em mua máy mô tô sân cát từ chỗ mình anh em nhé. Đấy, đều được mình gửi tặng hết. Đấy, còn ngoài những cái thông tin như vậy thì mình còn tặng các phần quà kèm theo đúng không ạ, cáp tùy chọn này đấy, rồi là những 7 bộ tài liệu sơ đồ mạch điện lẻ màu tách như vừa mình mới thông tin anh em nhé. Đấy, còn qua video này thì nhiều anh em trước đây mua máy mua táp của mình ấy, thì trước đây thì mình cũng chưa có biên soạn được tài liệu cách phân tích thông số vận hành, mà anh em có nhu cầu anh em cứ trực tiếp điện Zalo cho mình sẽ gửi trực tiếp vào Zalo cho anh em nhé. Vâng, và tiếp theo thì một trường hợp cực kỳ đặc biệt anh em ạ, anh em này ở mãi bên Lào cơ. Vâng, xin cảm ơn anh Mai Văn Cương. Vâng, anh ở bản Siêng Nhơn, huyện Chăn Tha Puli, Viên Chăn, Lào. Vâng, anh ủng hộ mình một bộ máy mô tô second tab, một bộ ghi mạch điện và các bộ cáp tùy chọn thêm anh em ạ. Vâng, mình đang đóng đây rồi, và có một cái điều đặc biệt ấy thì mình cũng hỏi thăm thì anh Cương là quê anh ở Thái Bình, đấy, cũng lại giáp ngay tỉnh Hải Dương mình thôi đấy, và anh cũng đã sang làm ăn bên Lào rất là lâu rồi, và đặc biệt anh theo dõi kênh của mình cũng rất lâu và anh cũng biết tới mình, và anh thì có thể nói là dù ở bên Lào đấy nhưng mà anh cực kỳ tin tưởng mình luôn. Đấy, khi mà anh gọi điện thông tin về cho mình đấy thì anh bảo là soạn cho em những cáp kèm theo này đấy, rồi là bộ ghi mạch điện, rồi máy mô hình táp này đấy, rồi các tài liệu mình tặng anh em và cộng tiền luôn, và anh chuyển khoản luôn hết cho mình luôn. Vâng, bây giờ thì mình chỉ có nhiệm vụ là gì, đóng máy và gửi cho anh thôi. Vâng, phải nói là anh cũng đặt niềm tin là mình rất là lớn đúng không ạ, một số tiền rất là nhiều đấy, nhưng mà chuyển khoản hết luôn anh em ạ. Vâng, vậy thì mình thì không bao giờ phụ lòng tin của anh em rồi đấy, vì nhiều khi mình còn tặng thêm những cái tài liệu riêng cho anh em đấy cơ. Đấy, ngoài các chương trình khuyến mại rồi, có những anh em mình thấy là anh em quá tin tưởng mình đấy, đặt niềm tin là mình rất lớn, mình còn tặng thêm cho anh em hoàn toàn yên tâm nhé. Vâng, và bây giờ mình sẽ quay trở lại với chiếc xe Lít 110 này anh em ạ. Vâng, chiếc xe đúng lít này thì kêu to lắm. Đây thì tiện mình cũng quay qua, đây là đồ mình đóng cho anh Cương để chuẩn bị gửi sang Lào ngày mai, anh đã chuyển khoản cho mình rồi. Vâng, một lần nữa
Xin chân thành cảm ơn sự tin tưởng của anh em dành cho mình nhé. Vâng, bây giờ thì mình sẽ nổ máy chiếc xe này lên để anh em thấy được là cái tiếng kêu rất là to anh em ạ. Đây, mình sẽ nổ máy nhé. Đây, anh em nhìn đây này, xe tai nạn bị vỡ này. Đây, đây xe bị vỡ này. Đây, chính vì như thế này khách hàng mới rong của mình thôi, chứ còn thực ra khách hàng cũng không biết đến mình đâu. Đấy, vì khách cũng là vãng lai ở địa phương khác chứ không phải ở đây anh em ạ. Mình cho nổ máy nhé. Vâng, anh em nghe nổ rất là to ạ. Đây, mình cho cầu nâng lên nhé. Vâng, bây giờ thì anh em nghe thấy kêu rất là rõ anh em ạ. Đây, mình để micro vào gần anh em nghe nhé. Vâng, tiếng kêu trong động cơ rất là to. Vâng, nhưng mà những cái dòng xe ga này thì anh em nên loại trừ dần cho mình anh em nhé, nên loại trừ dần cho mình. Đấy, một là anh em cứ tháo bộ côn này ra cho mình. Đấy, để xem là cái phần côn này nó có vấn đề gì không. Mình dừng tắt đi đã. Anh em tháo luôn cái phần côn này ra cho mình để anh em loại trừ phần côn này nó có vấn đề gì không anh em nhé. Bởi vì tiếng kêu này rất là to. Đấy, có những cái trường hợp ấy thì là do hỏng hết cái đĩa pulley đằng trước này anh em ạ. Đấy, chật cả bi sắt ra. Đấy, rồi là nó cái lỏng cái ác ấy, anh em thấy nó va đập kêu cũng kinh khủng luôn. Đấy, nhưng mà cái tiếng kêu này mình thấy kia cũng ghê gớm đấy, cũng khả năng là trong máy. Nhưng mà thôi, mình cứ phải kiểm tra lần lượt anh em nhé. Chứ còn mình phải biết loại trừ anh em ạ. Đấy, tránh kẻo là lại cứ phán đoán chính xác ở việc trong máy, lôi máy ra mổ ngay thì cũng không được, đúng không ạ? Mình phải loại trừ dần dần. Đấy, có những cái tiếng kêu không phải là mình phát hiện ra là một chính xác là tiếng kêu gì đâu. Đấy, nhưng mà những cái xe ga anh em cứ mổ cái bên này cho mình. Đấy, là kiểm tra đầu tiên. Đấy, nhưng mà tiếng này mình nghe kêu ở trong máy kêu kinh lắm, chưa chắc là bên côn đâu. Bây giờ mình sẽ tiến hành mình tháo dỡ nhé. Nhiều khi tranh thủ làm buổi tối này thì mình quay nó cũng được liền mạch hơn, chứ ban ngày đấy thì nhiều khi là mình đang quay thì khách hàng lại vào, đâm là nhiều khi nó cũng bị ngắt quãng. Rồi mình tiến hành mình tháo dỡ xem thế nào đã. Căn bản là khám ra tiếng kêu thôi. Đấy, còn đã biết rồi thì anh em nào cũng làm được thôi. Thế nhưng mà căn bản là mình khám ra tiếng kêu xem là nếu như mà dễ nhanh thì mình chữa luôn ngay hôm nay, tối hôm nay. Đấy, còn nếu mà lâu thì chắc là mình có phải để mai, ban ngày thôi. Nếu mà liên quan đến bổ máy bên trong thì chắc chắn là phải mai rồi anh em ạ. Mình nhìn thấy qua sơ bộ thì dây cu doa cũng còn tốt, căng lắm. Vâng, chưa thấy hỏng hóc gì anh em ạ. Chắc chắn là ở trong
trong phần bên trong động cơ rồi. Đấy, phần bên côn là không có gì anh em nhé. Đấy, nhiều xe là hỏng hết những cái chậu bị côn này. Đấy, anh em thấy lắm xe là khách hàng đi đến mức độ là gì, chặt hết cả sắt, lõi sắt ra luôn. Đấy, mình đã từng gặp kêu kinh khủng luôn. Đấy, rồi là lõi nó rơi anh em này. Đấy, nhưng mà xe này lại chưa sao, vậy thì xe này chắc chắn là trong động cơ rồi, không phải nghĩ nữa, trong động cơ rồi. Vậy thì anh em để loại trừ nhá, cái này thì mình làm thêm thôi, thì cũng có một video mình cũng làm đấy. Anh em có thể gì cho chiếc ấy vào đây, cho chiếc lao đè vào đây, anh em có thể đè nhé. Nhưng cái phương pháp này thì anh em thử thì anh em phải hết sức cẩn thận nhé, không thì nó gây tai nạn đấy. Đấy, anh em có thể gắn vào đây để anh em loại trừ luôn là cái phần côn này chả còn cái gì nữa, thì chắc chắn thì chỉ còn kêu động cơ thôi. Đấy, nhưng mà cái xe này kêu trong rồi, không phải nghĩ nữa. Mình có cái là hướng dẫn anh em thì anh em ít kinh nghiệm anh em làm thôi nhá. Đấy, còn anh em mà có kinh nghiệm rồi thì em có thể bỏ qua video này. Đây, anh em gắn cho mình cái này vào đây. Anh em cho cái áp vào đây. Đấy, anh em lại gắn đúng cho mình như thế này vào. Đấy, để nó mới truyền lực ra thì mới đè được, đúng không ạ? Đấy, anh em gắn tạm vào đây này. Cho nó đầy đủ đi. Dòng đĩa đè bằng cái đĩa bi đè thì đơn giản rồi. Thế nhưng dòng này nó là lao đè, cho nên là anh em phải làm này thì mới đè được, đúng không ạ? Nhưng mà anh em phải giữ khéo nhé, không còn nó tai nạn thì rất là nguy hiểm. Đấy, rồi mình bỏ cái đĩa xuống này. Rồi. Và như thế này thì anh em phải nhờ người bấm đè hộ, và anh em phải nhớ là tì chặt cái này vào cho mình nhé, tì chặt vào đấy, không để nó rất là nguy hiểm, đúng không ạ? Tì chặt vào thì anh em sẽ nổ máy, và nếu như tiếng kêu vẫn còn y xì như thế thì chắc chắn trong động cơ rồi đấy, và chắc chắn anh em phải kiểm tra nhé. Để mình đi lấy cái đồ tì cho nó chắc chắn à. Rồi, để mình tì cán búa vào đây này. Rồi, sau rồi anh em nhờ người đè nhé. Rồi đè đi xem nào. Rồi. Đấy, anh em thấy là vẫn kêu này, vẫn kêu cành cạch này. Cái này kêu ở trong máy ra rồi anh em nhé. Vẫn kêu mà mình nghe tiếng này như tiếng kêu của dàn cam anh em ạ. Nghe tiếng kêu cam, tắt 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 tắt. Rồi. Vậy thì mình làm như thế này là mình sẽ loại trừ luôn được là cái phần côn này nó có kêu không, và anh em thấy là không hề gì, không hề côn, không hề kêu, đúng không ạ? Mà cái kêu này xuất phát ở trong máy ra, và mình nghe đấy, buổi tối này thì mình vắng nghe rất rõ là cái này nghe như là dàn cam, nghe như dàn cam, đúng không ạ? Đấy, được rồi, mình tạm thời mình lắp côn này vào đã, mình gá tạm ra. Cái này không phải đâu. Để tí mình kiểm tra tiếp một cái phần nữa xem nào. Đấy, nhiều khi máy móc có những cái tiếng kêu thì không phải lúc nào bắt cũng dễ đâu anh em ạ. Nhiều khi có những cái tiếng kêu ấy, nhiều khi là để bắt được ra cái tiếng kêu đấy cũng rất là gian nan, không phải là lúc nào mình cũng chuẩn đoán chính xác được ngay nó là tiếng kêu phần nào. Rồi mình cứ gá tạm vào đi cho nó gọn đồ đó. Mai mà mình dỗi mình tiếp tục bảo dưỡng sạch luôn cho khách hàng cái phần côn này đi. Là mình gá tạm đã.
vậy thì anh em cứ loại trừ dần như thế cho mình là ăn chắc nhất, đúng không ra tạm để cho nó gọn này. Vâng, vậy là kiểm tra sơ bộ là không phải bên côn rồi anh em ạ. Đấy, và tiếng kêu này thì mình nghe chính xác là trong máy rồi. Đấy, và như ban đầu mình cũng đã nghi ngờ là cái này trong máy, chưa chắc là bên côn mà đúng rồi. Vâng, vậy thì bây giờ mình đang nghi là ở cái phần cam nó có vấn đề kêu. Vâng, vậy thì anh em kiểm tra cho mình nốt cái này nữa này. Với tiếng kêu nặng này anh em kiểm tra nốt cho mình cái này để xem thế nào nhé. Nếu như kiểm tra phần này mà không đúng nữa thì thôi chắc chắn là phải mổ máy rồi, không còn cách nào khác cả. Phải giã máy ra rồi. Anh em kiểm tra cho mình cái phần cam trước. Anh em mấy anh em trước ấy học nghề cho mình cũng rất thích học cho mình vì là anh em thấy là những cái ban bệnh này là thực tế luôn, thực chiến luôn anh em nhé, không phải đánh ban đánh biếc gì cả. Cứ xe của khách hàng vào đúng hỏng thực sự là anh em tự bắt bệnh chữa thật sự luôn, không phải đánh ban xe để học nữa mà là thực tế. Vâng, phần này thì khả năng anh em lưu ý cho mình cái tăng cam đi xem nào. Nếu như không được thì thôi, mình cũng đành dừng video lại để mai mình làm tiếp. Thì mình sẽ thông tin ban bệnh của anh em là nó kêu ở phần nào. Đấy. Bởi vì cái tiếng kêu của tăng cam hỏng nó cũng kêu to lắm. Đấy, mình cũng đang nghi ngờ đây này. Bởi vì mình chữa, mình cũng hay gặp ở Airblade là cũng hay bị lắm nhá, anh em nhá. Airblade 125 đấy, mình thay cũng rất hay bị những cái dòng xe đấy. Lít 110 thỉnh thoảng bị thôi chứ không nhiều. Mình tháo cái phần này ra xem thế nào đây. Nếu mà may mắn mà đúng thì chắc chắn là mình cũng sửa luôn được cho khách hàng thôi. Mai mình chỉ có vệ sinh bộ côn cho khách hàng là xong. Cái này mà để tháo được cái tăng cam ra thì anh em phải ấy rồi, anh em phải tháo cái cổ hút này ra rồi. Thank you.
Trời ơi, con này hỏng tăng cam thật anh em ạ. Con này hỏng tăng cam thật luôn anh em này. Này. Đây. Thôi con này mình cho mỗi tăng cam mới vậy là xong thôi. Con này hỏng tăng cam anh em nhé. Đấy. Dòng xe Blade 125 mình thay cũng tương đối nhiều đấy anh em ạ. Đấy, lít 110 thì thỉnh thoảng mình mới thay. Đây, nhưng mà xe này hỏng rồi. Đây. Đấy, anh em cứ kiểm tra lần lượt thế cho mình nhá. Đấy, kiểu là nhiều khi anh em mà không có kinh nghiệm đấy, vội vàng quá đấy mà nghe tiếng kêu cũng không chuẩn, có khi không cẩn thận là lôi đầu máy ra luôn. Đấy, nghĩ trong đầu mà. Đấy, anh em phải kiểm tra dần cho mình nhá. Đấy, đây này. Hỏng 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 hỏng. Rồi, bây giờ mình sẽ đi lấy cái tăng cam khác. Vâng, và đây thì mình cũng cũng hay dùng cái tăng cam của SOEM này, anh em thay cũng rất là tốt nhé, đây cũng rất là bền anh em ạ. Đây này, đấy. Vừa giá tiền đấy, không nhất thiết phải của Honda đâu đấy, mình cũng đã thay nhiều cái tăng cam này rồi, rất là tốt. Anh em cứ ở chỗ nào lấy của Honda thì anh em tùy nhé, còn chỗ nào mà anh em có cái hàng này anh em lấy vẫn vô tư nhé. Mình đã từng thay rất nhiều cái tăng cam này cho khách hàng rồi, vẫn tốt đấy, mà lắp đúng chuẩn luôn nhé. Đây. Đây anh em này. Đấy. Cái này thì người ta khóa luôn nhé. Khi mà anh em lắp xong anh em rút cái này ra cái là nó xuống luôn. Đấy. Đẹp luôn anh em này. Đấy. Rồi, bây giờ mình tiến hành mình lắp ráp nhé. Đấy, vậy thì anh em cứ bình tĩnh thao tác từng bước một, tránh kẻo là bổ máy nhầm là nó rất là mất thời gian đúng không ạ? Tiếng kêu này ngay từ ban đầu mình cũng nghi là nó ở trong máy chứ nó không phải là Vincol, vì nó kêu rất là to. Rồi, anh em mà rút cái này lên là nó tự xuống luôn. Đấy. Cài. Để mình tháo ốc ở bên đây đấy nhá, anh em nhá. Đây anh em nhớ cậy lấy cả cái gioăng của nó nhé, nó có cái gioăng. Mình xin lỗi nhé, mình có cuộc điện thoại. Vâng, mình lại tiếp tục quay trở lại nhé anh em nhé. Mình nhận cuộc điện thoại
đến từ Long An, anh em hỏi máy mùn táp. Vâng, anh em cũng theo dõi kênh của mình lâu rồi và chắc chắn là anh em cũng sẽ ủng hộ mình thôi. Vâng, mình đã thay xong tăng cam rồi. Vâng, chiếc xe này khả năng là xong tốc độ xử lý nhanh ngoài dự kiến này. Mình cứ nghĩ là khả năng trong máy khả năng là còn mai mới làm được, nhưng mà khả năng là ok rồi. Mai thì mình chỉ bảo dưỡng cho bộ côn là ok. Rồi, mình đè nổ máy nhá. Và em do rồi anh em, em do rồi, mình nâng cầu nâng nhá, đúng bệnh luôn anh em ạ. Tuyệt vời luôn anh em ạ. Đây, mình cho micro gần vào xe anh em nhé. Anh em thấy em không ạ? Vậy thì xe này kết luận là hỏng tăng cam anh em nhé. Vậy thì anh em cứ làm từng bước một như thế cho mình, để tránh cái trường hợp mình lại giá máy vội vàng quá rồi cuối cùng lại xa, đúng không ạ? Bởi vì những dòng xe này thì có thể nói là cũng đi lâu năm rồi, những cái chiếc tăng cam ấy thì nó cũng hỏng là bình thường thôi. Đấy, có những cái xe mình thay, có những xe Blade ấy 125 mà trước đây mình từng thay những xe đi xe hai con đẹp lắm nhưng mà cũng hỏng hết anh em ạ. Đấy, đấy thì anh em có thể thay cái tăng cam được của Honda, nếu anh em mua có ạ thì anh em thay luôn nhé. Đấy, còn không thì anh em có thể là dùng cái tăng cam của SOM đấy, như mình thay đấy cũng rất là tốt anh em ạ. Mình cũng thay nhiều, giờ khách hàng, nhiều khách hàng quen biết mình giờ vẫn đi cũng chả sao cả. Thực tế là hãng SOM người ta làm đấy cũng rất là bền với cái tăng cam này anh em ạ. Vâng, vậy thì rất là ok rồi. Mình tắt đi ạ. Vâng, vậy thì anh em thấy là chiếc xe này đúng không? Đấy, đầu tiên chỉ là mang vào vì bị xô vỡ thôi. Đấy, rồi cuối cùng khách hàng cũng tiện là bảo mình kiểm tra cho cái tiếng kêu. Thực ra thì mình nghĩ khả năng là tiếng kêu này lâu rồi nhưng khách hàng không đi chữa. Đấy, cứ để thôi. Đấy, chính ra vì là bị xô vỡ như này rồi khách hàng mới mang đến chỗ mình chữa đấy anh em ạ. Đấy, thì tiện thì buổi tối mình cũng tranh thủ mình làm nó yên tĩnh thì mình cũng bắt bệnh, và cuối cùng anh em thấy là nó chỉ là một tiếng kêu dù là rất to nhưng mà nó hỏng cái tăng cam, vậy kêu rất là kinh anh em nhé. Anh em cứ làm từng bước một cho mình. Vâng ạ. Vâng, còn về cuối video thì cũng như các video khác thì anh em mà có nhu cầu về máy motion tap thì anh em lại tiếp tục liên lạc với mình nhé. Vừa rồi mình gửi đi nhiều máy quá. Đấy, mình lại tiếp tục đến thứ hai lại điện công ty gửi tiếp tục máy về cho mình anh em ạ. Anh em ủng hộ mình cũng rất là đông. Đấy, anh em thấy không, máy quang hết cả gì, quang hết cả ra. Đấy, đây chỉ là những cái hộp giấy thôi anh em nhé. Đấy, đấy, toàn hộp giấy thôi. Đấy, còn đây mới là máy thật này. Đấy, mình nhiều anh em đến đây lấy máy là anh em không lấy hộp, anh em bỏ hộp luôn, anh em không mang hộp về, anh em mang độc túi sách rồi. Đấy. Đấy, vậy thì anh em mà có nhu cầu về các bộ máy motion tap này, các bộ đồng hồ đo điện của Fujitsu này Nhật Bản này, rồi là các bộ đo áp suất nén trong xi lanh và áp suất nhiên liệu thì anh em cứ liên lạc với mình nhé. Đây, đồng hồ Fujitsu rất là tốt anh em ạ, rất nhiều anh em đã ủng hộ mình. Một chiếc đồng hồ có thể nói là cực kỳ dễ sử dụng, đấy, bền bỉ, cho thông tin cực kỳ là chính xác anh em nhé. Đây, đấy, thang đo thì có thể nói là rất là đơn giản anh em ạ. Thang đo nhà thiết kế người ta thiết kế rất là đơn giản mà các thang đo là tự động, đấy, cho nên là anh em không thấy là nó rối rắm như những chiếc đồng hồ khác, anh em hoàn toàn yên tâm nhé. Chất lượng đồng hồ thì anh em khỏi bị bàn cãi rồi, miễn chê rồi anh em ạ. Đấy,
tiền nào của đấy thôi anh em nhé. Đấy. Ngoài ra thì mình vẫn thông tin nhiều lần đấy, mình cung cấp bộ đồng hồ đo áp suất nén trong xi lanh và áp suất nhiên liệu. Đồng hồ này là của Hàn Quốc anh em nhé, riêng đồng hồ là công ty DTD ô tô nhập khẩu từ Hàn Quốc đấy, cho nên là chất lượng đồng hồ rất là tốt. Vâng. Đấy. Đấy. Những anh em mà chưa nắm được thì thôi tiện mình cũng lại bóc ra để cho anh em mà thấy, đúng không ạ? Đấy. Vâng, đây là một lá thư cảm ơn của công ty sau khi anh em đã bóc chiếc đồng hồ đó ra. Đấy. Vâng, đây là hai đường ống to và nhỏ anh em nhé. Hai đường ống to và nhỏ đây. Công ty bây giờ thiết kế cải tiến thì công ty bóp cái đầu này bằng bằng đầu sắt luôn, để rất là chắc chắn, không chít quay nhê như trước nữa. Đấy. Còn đằng này thì vặn như thế này luôn, tiện lợi cho anh em hơn, đúng không ạ? Đấy. Rồi, tất cả các phụ kiện kèm theo là các ống đồng đây. Đây, bằng đồng hết anh em ạ. Đây, hắn là bọc vào trong lông này. Đấy, và mình nói rồi, giá trị nhất thì vẫn là cái phần đồng hồ. Bởi vì đồng hồ công ty thì luôn luôn là đặt chất lượng lên hàng đầu. Đấy, cho nên là công ty là nhập khẩu đồng hồ của Hàn Quốc anh em ạ. Đấy, chiếc đồng hồ đo chính xác ạ. Đây anh em, đồng hồ đây. Anh em thấy đồng hồ rất là khôn đúng không ạ? Anh em đây thấy đây là tem bảo hành của công ty này. Đấy, ngày tháng sản xuất rất là rõ ràng này. Đấy, đây là tem của nhà sản xuất đồng hồ Hàn Quốc này. Đấy, rất là chi tiết đúng không ạ? Đấy. Rồi là đây là anh em thấy có nguồn gốc đây, nơi sản xuất xuất xứ này anh em này. Đấy. Vâng, vậy thì anh em có nhu cầu về các bộ đồng hồ này, đấy, rồi là các sản phẩm từ nhà phân phối máy Montap tại Hải Dương thì anh em cứ trực tiếp liên lạc với mình nhé. Vâng, mình lúc nào cũng có các bộ cáp mà kèm theo thêm đấy. Anh em thấy là bộ máy Montap thì công ty thiết kế là rất nhiều cáp kèm theo đúng không ạ? Cáp kiểm tra ESM đề ACG này, đấy. Cáp kiểm tra CKP kể cả đời mới đời cũ này, các kiểm tra EACV, ESC này, đấy, rồi là các cáp kiểm tra SU đúng không ạ? Đấy, mình nhập rất nhiều cáp, mình để ở dưới những thùng dưới này anh em này. Đấy. Vâng, còn đặc biệt ấy thì anh em ấy mà mua máy Montap ấy mà có nhu cầu mà sử dụng máy tính mà mình mua giúp ấy thì mình cũng mua giúp anh em máy tính luôn, thì mình luôn mua bộ máy tính của Samsung anh em nhé. Đấy. Của Samsung 11 inch rất là to. Đấy, thì mình sẽ mua giúp và mình cài đặt giúp cho anh em. Đấy, thì đặc biệt ấy thì máy tính ngày nay là người ta làm là không có củ sạc kèm theo. Đấy, trong bộ máy tính bây giờ là chỉ có dây sạc thôi, còn không có củ sạc. Nhưng anh em nhờ mình mua hộ máy tính thì mình sẽ mua tặng củ sạc cho anh em luôn nhé. Đây là tất cả những củ sạc mình mua tặng này. Toàn củ sạc xịn của Hàn Quốc thôi. Đấy, Samsung thôi. Đấy, và mình sẽ tặng anh em một chiếc ốp của máy tính bảng luôn. Đấy, vậy thì khi anh em nhờ mình mua máy tính hộ cài đặt cho thì mình sẽ tặng anh em là một củ sạc zin của Samsung để sạc nhanh nhé, 25W, và kèm theo một ốp máy tính luôn anh em nhé. Đấy. Hàng xịn sò luôn, anh em hoàn toàn yên tâm nhé. Đấy. Đã không tặng anh em thì thôi, còn đã tặng là phải tặng hàng xịn sò chính hãng. Đấy. Chứ mình không làm theo kiểu làm lòe bịp là mình không làm cái việc đó nhé. Đấy. Cho nên là anh em hoàn toàn yên tâm. Đấy. Vâng, vậy thì mình cũng thông tin như vậy để những anh em cũng chưa nắm được thì anh em cũng biết được các chương trình khuyến mại từ nhà phân phối máy Montap. Vâng, vậy thì mình cũng đã cung cấp rất nhiều máy cho anh em thợ trên mọi miền Tổ quốc. Và đặc biệt hôm nay thôi thì mình cũng xin chân thành cảm ơn một đại lý cấp 1 đã ủng hộ mình 5 bộ máy Montap anh em nhé. Vâng, vậy thì cũng qua video này, anh em đại lý có xem được cũng một lần nữa mình cũng xin chân thành cảm ơn anh em đã ủng hộ mình những bộ máy Montap, và hôm nay mình cũng đã gửi cho anh em rồi để anh em kịp thời là
gửi đến anh em thợ khi có yêu cầu. Vâng, vậy thì mình không những cung cấp trực tiếp máy MoTeC cho anh em thợ trong cả nước cũng như là nước ngoài đấy, vì hôm nay là cũng một bộ gửi sang bên Lào và hôm lâu thôi thì mình gửi sang cả bên thủ đô Tokyo của Nhật Bản cơ anh em ạ. Vâng, vậy thì không những ở trong nước biết đến mình mà anh em thợ quốc tế đấy, những anh em thợ người Việt Nam anh em ạ, nhưng làm ở nước ngoài cũng biết đến mình và cũng nhờ mình gửi máy sang. Vậy thì qua video này thì hôm nay mình cũng xin chân thành cảm ơn các anh em đã ủng hộ mình những bộ máy MoTeC cùng những sản phẩm ở cơ sở của mình. Và cũng cảm ơn một đại lý cấp 1 hôm nay cũng đã ủng hộ mình một 5 bộ máy MoTeC. Vâng, vậy thì qua video này mình cũng xin chân thành cảm ơn tất cả anh em. Vâng, mình cũng xin kết thúc video này ở đây. Hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.